Hôm nay mình cùng vào bếp làm thịt kho trứng nha các bạn nha. Nguyên liệu cũng đơn giản thôi. Thôi có 1 kg thịt ba rọi rút sườn. Nếu kho thịt đùi cũng được nha. Mình thì thích ba rọi rút sườn vì nó có nạc, nó có mỡ nè, nó mới ngon. Còn đùi thì mỡ nó ra mỡ mà nạc ra nạc nó kho. Mình không thích bằng ba rọi rút sườn với 1 chục quả trứng. Các bạn có thể kho trứng vịt cũng được, nhưng mà nay mình nhà có sẵn trứng gà, mình kho trứng gà với 2 trái nước dừa xiêm. Rồi thịt này mình cắt ra mình ướp, trong này là có 1 cái thịt thì có 2 muỗng canh no, 2 muỗng canh muối, 2 muỗng canh nước mắm với tỏi, hành, bằm, nhuyễn, ướp trong vòng 30 phút. Còn nếu các bạn mà kho nước dừa không thì cũng ngọt rồi, có nhiều người muốn ăn ngọt nữa thì bỏ thêm tí đường, nhưng mà mình nghĩ là nước dừa này nó cạn lại là vừa, nó vừa ngọt và nó vừa màu đậm thịt rất là ngon. Còn trứng, trứng thì các bạn lấy cây tăm, lấy cây tăm các bạn sẽ xăm xăm này, các bạn sẽ xăm xăm quả trứng để làm gì, để khi kho thì cái nước nó ngấm vào cái quả trứng nó mới ngon nha. Xăm chừng vài chục lỗ thôi. Nước dừa các bạn bỏ vào nồi đun sôi lên. Rồi ta bắt đầu bỏ cái thịt mà nãy ta ướp á. Thịt ướp 30 phút ha. Rồi ta bỏ bỏ vào đây. Để cho thịt nó sôi cùng với nước dừa này. Sôi cùng với nước dừa rồi ta hớt bọt. Khi thịt với nước dừa các bạn đun cho nó sôi lên nha. Sôi lên xong rồi hớt bọt. Hớt bọt xong người ta bỏ trứng. Ta bỏ trứng như vậy rồi các bạn thấy là đun thôi. Đun mà lưu ý nè. Khi mà đun khoảng chừng 1 tiếng. Đậy nắp là đun 1 tiếng, cái xong rồi các bạn sẽ vớt cái thịt ra. Để lúc đó 1 tiếng thì thịt nó mềm này, vớt ra thì ta đun tiếp tục đun trứng nữa tới nước này nó gần cạn rồi ta bỏ thịt vào, là đun 2 thứ luôn. Rồi tới lúc nó cạn nước rồi cái màu này nó sắc lại và nó đẹp, thịt nó vàng ươm thì lúc đó nó là ngon rồi đó. Chứ còn thịt với trứng mà đun cùng hết cùng thời gian thì thịt nó sẽ rã ra. Rồi chúc các bạn làm món này thành công nha. Sau 2 giờ kho thì chúng ta thấy thịt với trứng nó đã ngả màu hơi vàng vàng của cái nước dừa nó sắc lại đó các bạn, thấy ngon ha. Thịt cũng bắt đầu mềm rồi. Bây giờ chúng ta có thể kho khoảng chừng 30 phút nữa cho cái nước này nó cạn lại một xíu, lúc đó thịt chúng ta sẽ ngả màu đỏ hơn. Sau 3 giờ nấu rồi các bạn thấy thịt và mỡ này nó mềm và cái nước dừa nó sắc lại, nó làm cho miếng thịt nó đỏ đỏ ha, trứng nó cũng màu đổi màu lên. Nếu mà muốn ngon hơn nữa thì các bạn để nguội, sau đó các bạn đun thêm khoảng chừng 30 phút nữa thì lúc đó cái trứng gà của mình nó sẽ thấm và nó cứng lại rất là ngon. Chúc các bạn thành công nha. Các bạn thấy hay thì chia sẻ cho bạn bè và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn nè. Hôm nay mình cùng vào bếp làm thịt kho trứng nha các bạn nha. Nguyên liệu cũng đơn giản thôi. Thôi có 1 kg thịt ba rọi rút sườn. Nếu kho thịt đùi cũng được nha. Mình thì thích ba rọi rút sườn vì nó có nạc, nó có mỡ nè, nó mới ngon. Còn đùi thì mỡ nó ra mỡ mà nạc ra nạc nó kho. Mình không thích bằng ba rọi rút sườn. Với 1 chục quả trứng. Các bạn có thể kho trứng vịt cũng được, nhưng mà nay mình nhà có sẵn trứng gà, mình kho trứng gà với 2 trái nước dừa xiêm. Rồi thịt này mình cắt ra mình ướp, trong này là có 1 cái thịt thì có 2 muỗng canh no, 2 muỗng canh muối, 2 muỗng canh nước mắm với tỏi, hành, bằm, nhuyễn, ướp trong vòng 30 phút. Còn nếu các bạn mà kho nước dừa không thì cũng ngọt rồi, có nhiều người muốn ăn ngọt nữa thì bỏ thêm tí đường, nhưng mà mình nghĩ là nước dừa này nó cạn lại là vừa, nó vừa ngọt và nó vừa màu đậm thịt rất là ngon. Còn trứng, trứng thì các bạn lấy cây tăm, lấy cây tăm các bạn sẽ xăm xăm này, các bạn sẽ xăm xăm quả trứng để làm gì,
để khi kho thì cái nước nó ngấm vào cái quả trứng nó mới ngon nha. Xong chừng vài chục lỗ thôi. Nước dừa các bạn bỏ vào nồi đun sôi lên. Rồi ta bắt đầu bỏ cái thịt mà nãy ta ướp á. Thịt ướp 30 phút ha. Rồi ta bỏ vào đây. Để cho thịt nó sôi cùng với nước dừa này. Sôi cùng với nước dừa để ta hớt bọt. Khi thịt với nước dừa các bạn đun cho nó sôi lên nha. Sôi lên xong rồi hớt bọt. Hớt bọt xong người ta bỏ trứng. Ta bỏ trứng như vậy rồi các bạn thấy là đun thôi. Đun mà lưu ý nè. Khi mà đun khoảng chừng 1 tiếng. Đậy nắp là đun 1 tiếng đã xong rồi các bạn sẽ vớt cái thịt ra. Tại lúc đó 1 tiếng thì thịt nó mềm này, vớt ra thì ta đun tiếp tục đun trứng nữa tới nước này nó gần cạn rồi ta bỏ thịt vào. Là đun hai thứ luôn. Rồi tới lúc nó cạn nước rồi cái màu này nó sắp lại và nó đẹp, thịt nó vàng ươm. Thì lúc đó nó là ngon rồi đó. Chứ còn thịt với trứng mà đun cùng hết cùng thời gian thì thịt nó sẽ rã ra. Rồi chúc các bạn làm món này thành công nha. Sau 2 giờ kho thì chúng ta thấy thịt với trứng nó đã ngả màu hơi vàng vàng của cái nước dừa nó sắc lại đó các bạn. Thấy ngon ha, thịt cũng bắt đầu mềm rồi. Bây giờ chúng ta có thể kho khoảng chừng 30 phút nữa cho cái nước này nó cạn lại một xíu. Lúc đó thịt chúng ta sẽ ngả màu đỏ hơn. Sau 3 giờ nấu rồi các bạn thấy thịt và mỡ này nó mềm và cái nước dừa nó sắc lại, nó làm cho miếng thịt nó đỏ đỏ ha. Trứng nó cũng màu đổi màu lên. Nếu mà muốn ngon hơn nữa thì các bạn để nguội, sau đó các bạn đun thêm khoảng chừng 30 phút nữa thì lúc đó cái trứng gà của mình nó sẽ thấm và nó cứng lại rất là ngon. Chúc các bạn thành công nha. Các bạn thấy hay thì chia sẻ cho bạn bè và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn nè. Hôm nay mình cùng vào bếp làm thịt kho trứng nha các bạn nha. Nguyên liệu cũng đơn giản thôi. Thôi có 1 ký thịt ba rọi rút sườn. Nếu kho thịt đùi cũng được nha. Mình thì thích ba rọi rút sườn vì nó có nạc, nó có mỡ nè, nó mới ngon. Còn đùi thì mỡ nó ra mỡ mà nạc ra nạc nó kho. Mình không thích bằng ba rọi rút sườn. Với một chục quả trứng. Các bạn có thể kho trứng vịt cũng được, nhưng mà nay mình nhà có sẵn trứng gà, mình kho trứng gà với hai trái nước dừa xiêm. Rồi thịt này mình cắt ra mình ướp. Trong này là có một cái thịt thì có hai muỗng canh cờ no, hai muỗng canh muối, hai muỗng canh nước mắm với tỏi, hành, bằm, nhuyễn, ướp trong vòng 30 phút. Còn nếu các bạn mà kho nước dừa không thì cũng ngọt rồi, có nhiều người muốn ăn ngọt nữa thì bỏ thêm tí đường. Như mình nghĩ là nước dừa này nó cạn lại là vừa, nó vừa ngọt và nó vừa màu đậm, thịt rất là ngon. Còn trứng thì các bạn lấy với cây tăm. Lấy cây tăm các bạn sẽ xăm xăm này nè. Các bạn sẽ xăm xăm quả trứng để làm gì? Để khi kho thì cái nước nó ngấm vào cái quả trứng nó mới ngon nha. Xăm chừng vài chục lỗ thôi. Nước dừa các bạn bỏ vào nồi đun sôi lên. Rồi ta bắt đầu bỏ cái thịt mà nãy ta ướp á. Thịt ướp 30 phút ha. Rồi ta bỏ vào đây. Để cho thịt nó sôi cùng với nước dừa này. Sôi cùng với nước dừa để ta hớt bọt. Khi thịt với nước dừa các bạn đun cho nó sôi lên nha. Sôi lên xong rồi hớt bọt. Hớt bọt xong người ta bỏ trứng. Ta bỏ trứng như vậy rồi đó các bạn thấy là đun thôi. Đun mà lưu ý nè. Khi mà đun khoảng chừng 1 tiếng. Đậy nắp là đun 1 tiếng đã xong rồi các bạn sẽ vớt cái thịt ra. Tại lúc đó 1 tiếng thì thịt nó mềm này, vớt ra thì ta đun tiếp tục đun trứng nữa tới nước này nó gần cạn rồi ta bỏ thịt vào. Là đun hai thứ luôn. Rồi tới lúc nó cạn nước rồi cái màu này nó sắc lại và nó đẹp, thịt nó vàng ươm. Thì lúc đó nó là ngon rồi đó. Chứ còn thịt với trứng mà đun cùng hết cùng thời gian thì thịt nó sẽ rã ra.
Rồi chúc các bạn làm món này thành công nha. Sau 2 giờ kho thì chúng ta thích thịt với trứng nó đã ngả màu.